Thưa quý vị, trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập mạnh mẽ với quốc tế, việc thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số đang là xu thế ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Và đối với giáo dục đại học, điều này lại càng cần thiết hơn, giúp sinh viên tiếp cận gần hơn với thực tế, qua đó kịp thời lĩnh hội được kỹ năng trong quá trình ngồi trên ghế giảng đường. Thầy giáo Nguyễn Quang Lịch, trưởng khoa kỹ thuật và công nghệ thuộc Đại học Huế, là người đã mạnh dạn áp dụng triết lý đổi mới này, mang lại nguồn cảm hứng học tập cho các bạn sinh viên. Thầy chia sẻ bọn em rất là nhiều những cái thông tin bổ ích, và những cái mà thầy nói thì nó rất là sát với thực tiễn và thực tế, và đây là những cái đây có thể gọi là 80% cái kỹ năng mềm mà bọn em sau này có thể ra và áp dụng trong cuộc sống. Và cái cách dạy và truyền đạt của thầy thì để bọn em là rất là rõ ràng, dễ hiểu và mạch lạc ạ. Khoa Kỹ thuật Công nghệ Đại học Huế là một đơn vị mới của Đại học Huế, được thành lập vào năm 2019. Hiện nay khoa đào tạo các ngành tập trung vào các ngành kỹ thuật và công nghệ, đặc biệt là những nhóm ngành liên quan đến cái công cuộc chuyển đổi số và kỷ nguyên 4.0 như khoa học dữ liệu trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật điều khiển tự động hóa, kỹ thuật điện tử, công nghiệp ô tô, kỹ thuật xây dựng. Thì đối với một đơn vị mới, do đó chúng tôi xác định cái mô hình đào tạo là gọi là university và industry, tức là nhà trường và doanh nghiệp luôn song hành và đồng hành với nhau. Thì trong đó chúng tôi lựa chọn cái mô hình đào tạo là 4-4-2, tức là 40% thời gian thì sinh viên sẽ học và được bằng các cái giảng viên tại khoa và của Đại học Huế, và 40% thời gian tiếp thì sinh viên học thông qua các dự án ở tại doanh nghiệp, và 20% thì đặc biệt quan trọng là sinh viên học các kỹ năng. Với mô hình đào tạo đấy thì chúng tôi mong muốn sinh viên tiệm cận ngay được với những cái công việc thực tế ở ngoài xã hội, ngoài doanh nghiệp ngay khi đang còn trong ghế nhà trường. Xin chào tiến sĩ Nguyễn Quang Lịch, cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia cuộc trò chuyện với Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Xin chào MC Tiểu Bảo, xin chào quý vị khán giả của Đài Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa ông, là một lãnh đạo một khoa hoàn toàn mới của Đại học Huế, trong bối cảnh giáo dục đại học đang chịu nhiều sự cạnh tranh, thì ông xác định việc đổi mới nó có ý nghĩa như thế nào? Đổi mới không chỉ là trong lĩnh vực giáo dục và hầu hết tất cả các lĩnh vực, nhất là trong cái bối cảnh cạnh tranh rất là khốc liệt như hiện nay, thì đổi mới giáo dục, đặc biệt là trong cái phương pháp tổ chức, trong đào tạo, trong triển khai các hoạt động của nhà trường, khoa kỹ thuật công nghệ đã luôn lấy cái đổi mới và sáng tạo để làm cái động lực thúc đẩy cái phát triển và cũng như tạo cái lợi thế trong cái cạnh tranh trong bối cảnh giáo dục hiện nay. Trong cái quá trình đổi mới thì ông đánh giá như thế nào về khả năng lĩnh hội cũng như ứng dụng của các bạn sinh viên? Chúng tôi đã có những cái mô hình, những cái hệ thống để cho sinh viên làm quen, và những cái hệ thống này thì nó hoàn toàn giống như ở các cái nhà máy, các cái cơ sở sản xuất ở ngoài thực tiễn. Thì sinh viên tiếp cận những cái vấn đề này thì khi các em ra triển khai ở bên ngoài hay là thông qua các cái đào tạo ở doanh nghiệp thì các em không có bỡ ngỡ. Thưa ông, những ngành học mà khoa kỹ thuật công nghệ đang đào tạo được dự báo là xu hướng của tương lai, tuy nhiên cũng chịu nhiều sự cạnh tranh của các đơn vị bạn. Vậy ông tự tin như thế nào về khả năng đầu ra của các bạn sinh viên? Để đánh giá đầy đủ thì đến nay chúng tôi cũng chưa thể, bởi vì khoa mới đào tạo được sinh viên năm thứ 3. Do đó để chất lượng thì khẳng định là phải thông qua các nhà tuyển dụng với cái triết lý đổi mới, và đặc biệt là mô hình đào tạo chúng tôi đang áp dụng, mà như tôi thường hay trao đổi là gọi là đội hình ra sân của khoa kỹ thuật công nghệ là 442. Trong thời gian vừa rồi thì cũng thông qua các cái đợt thực tập, chúng tôi triển khai sinh viên đến cơ sở rất là sớm, từ những năm đầu tiên có thể doanh nghiệp đến để đào tạo tại nhà trường, với cái sự hợp tác chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp, đặc biệt là thông qua không chỉ là đào tạo mà vừa nghiên cứu vừa triển khai ứng dụng. Thì như vậy hy vọng rằng là sinh viên của chúng tôi sẽ đáp ứng tốt các cái nhu cầu của doanh nghiệp cũng như là nhu cầu công việc của xã hội. Đây là một giờ học của sinh viên với mô hình nhà máy số hóa được nhà trường nhập từ Thái Lan. Việc đưa nhà máy số hóa vào trường học nhằm thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và hoạt động sản xuất thực tiễn các lĩnh vực công nghiệp 4.0, qua đó giúp sinh viên hòa nhập ngay với môi trường thực tế. Trong cái bối cảnh Internet of Things và kết nối phát triển hiện nay thì rất là phù hợp với kiến thức được học trên nhà trường, với tính ứng dụng thực hành cao, ví dụ như thể là từ các thiết bị và kết nối lại vào một server và bắt đầu nó phát triển thành hàng nghìn thiết bị về sau. Đó là mô phỏng những cái nhà máy công nghiệp lớn. Đây thực sự là một trong những cái cơ hội rất là lớn đối với các sinh viên để tìm hiểu, học tập và nghiên cứu. Còn đây là mô hình thiết kế cột đèn chiếu sáng đa chức năng sử dụng năng lượng mặt trời cho các bạn sinh viên tự thiết kế, chế tạo.
việc cùng tham gia chế tạo các mô hình dù ở cấp độ nhỏ nhưng cũng là thước đo tính ứng dụng của các ngành học như tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, vân vân với nhau. Có được cơ hội mà khóa tạo điều kiện cho mình tham gia những cái hoạt động thực tiễn thì nó tạo cho em một cái niềm hứng thú khi học tập và nó giúp em định hướng được cái tương lai của mình khi mà mình tham gia những cái đồ án. Với việc ứng dụng chuyển đổi số ở cấp độ cao, sinh viên của khoa kỹ thuật công nghệ đã có thể làm quen với môi trường của doanh nghiệp, đơn vị sản xuất ngay từ những năm đầu. Cơ hội việc làm cũng mở ra nhiều hơn khi sinh viên đã biết việc. Các bạn sinh viên được thực hành thực tế ngay từ những ngày đầu con ngồi trên ghế của nhà trường. Thì như vậy là các bạn sẽ có được là rất là nhiều hứng thú trong học tập. Bên cạnh đó là các bạn được trang bị những kiến thức thực tiễn giúp các bạn có thể là có chuẩn bị cho mình một cái hành trang thực là tốt trong cái quá trình lập nghiệp về sau của các bạn. Giáo dục đại học đang được sức ép phải thay đổi. Mô hình đổi mới mà thầy giáo Nguyễn Quang Lịch triển khai đang cho thấy hiệu quả trong việc truyền cảm hứng học tập cho sinh viên, qua đó kịp lao vào thực tế ngay từ những năm tháng ngồi trên ghế giảng đường. Đó chính là những gì quý giá nhất cho hành trang lập thân, lập nghiệp sau này. Thưa ông, trong phóng sự vừa rồi, có thể thấy sinh viên đã được tiếp xúc với thực tế, rèn luyện kỹ năng qua những trải nghiệm. Ông mong muốn cái triết lý đổi mới này sẽ được nhân rộng, lan tỏa ở những môi trường khác như thế nào? Chúng tôi đang triển khai những cái chương trình như đưa 20 phòng STEM về đến các trường cấp 3 để mong muốn là kết nối giữa đại học với trung học phổ thông, và thông qua đấy thì các bạn học sinh ở trường trung học phổ thông có thể tiếp cận được những kiến thức cũng như những cái môn học mà các bạn trong tương lai định hướng sẽ học, và giúp cho các em sẽ có những cái lựa chọn nghề nghiệp phù hợp. Các bạn sinh viên khi mà về giảng dạy chuyển giao kiến thức từ đại học cho các bạn học sinh trung học phổ thông thì giúp cho các bạn rèn luyện các cái kỹ năng. Tôi mong muốn những cái dự án đấy thì tiếp tục được các cái đơn vị khác cùng đồng lực, cùng tổng hợp để chúng ta có thể phát triển nhanh và giúp cho cái môi trường giáo dục cũng như là các cái môi lĩnh vực khác để phát triển một cách bền vững. Bạn thân ông và khoa đều chủ động kết nối với doanh nghiệp, tìm kiếm việc làm cũng như giải quyết đầu ra cho các bạn sinh viên. Với tư cách là người đứng đầu của khoa, ông có thông điệp gì nhắn nhủ đến các bạn sinh viên, những người trẻ đang tìm kiếm việc làm trong tương lai ạ? Chúng tôi cũng luôn nói với sinh viên và nói với các bạn trẻ rằng các bạn hãy tận dụng tối đa nhất những cái tiềm lực của đơn vị nhà trường đang có, và đặc biệt hơn nữa đó là phát huy được những cái thế mạnh cũng như những cái kỹ năng và những cái hành trang khi các em ở nhà trường để phát huy tốt nhất khi tham gia vào các cái bài thực tập, các cái đợt thực hành ở tại doanh nghiệp, để đó thông qua các bạn thì cũng để xây dựng cái hình ảnh của đơn vị đào tạo, do đó các bạn phải thể hiện được chính mình là một cái đơn vị mới nhưng mà luôn luôn sáng tạo, năng động, chủ động, và đặc biệt hơn là có một cái thái độ làm việc hết sức nghiêm túc trong cái môi trường công nghiệp đòi hỏi rất là khắt khe như hiện nay. Thưa quý vị khán giả, đổi mới trong giáo dục không phải là việc lý gì đó quá phức tạp, chỉ đơn giản là đưa thực tế để mà các bạn sinh viên, giúp các bạn lĩnh hội các kỹ năng, mở ra cơ hội nghề nghiệp tốt hơn trong tương lai. Xin được chúc tiến sĩ Nguyễn Quang Lịch thật nhiều năng lượng trong hành trang truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên lập thân lập nghiệp trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình tiếp theo.